Giác bây giờ không riêng mình, em nghĩ là các vận động viên cũng rất là vui vẻ và hưng phấn, mọi người rất là mong chờ. Với bản thân em thì em cũng đã sẵn sàng và em hy vọng là có thể sớm nhất có thể sang Campuchia để thi đấu SEA Games 32. Ở SEA Games 32 lần này hay là bất kỳ SEA Games khác, hay bất cứ một giải thi đấu nào khác, hay bất cứ lần nào mọi người hỏi em cũng sẽ trả lời như thế. Mục tiêu của em là khi em tham gia thi đấu, em bước lên sàn thi đấu, em sẽ hoàn thành bài thi và không có điểm trừ nào cho đến lúc em bước xuống thẳng. Em nghĩ đấy là thành công của em và luôn là mục tiêu của em. Thật sự thì em cũng rất là may mắn vì là được người mở làm mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam, nhưng mà có thể là do mỗi lần thi đấu thì cái sắp xếp của các nước chủ nhà khác nhau, nên lần này thì cái nội dung của em thi ở phía sau chứ không thi ở phía trước. Đã thi đấu nhiều kỳ SEA Games rồi thì với bản thân em thì giải thi đấu nào thì thôi, chẳng có giải thi đấu nào không áp lực cả. Chỉ là em nghĩ các bạn như thế, là mọi người sẽ áp lực ít hay áp lực nhiều thôi. Hy vọng là đến ngày thi đấu mọi người sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho mình một cái tinh thần và luôn lạc quan, và hãy để một cái tinh thần thi đấu như là lúc mình tập thì chắc chắn là mình sẽ thành công.